mỏi mắt lắm. Trời, kết nối mạng yếu là sao vậy? Ủa, cái mỏ ở đâu? Có chạy không? Có cháy không? Con cụ đứng đây hả? Con nó có tiễn có lưng nè. Chị phụ ở đâu? Thì em bắn cái bi cô rô vô rồi đó, đừng có chửi thề nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay cô hướng dẫn cho các bạn cách đo vẽ chân mày cho chuẩn ha, cho nhanh ha, bằng cung chỉ nha các bạn. Rồi bây giờ trước tiên các bạn xác định được cái chân mày để vẽ thì các bạn xác định được cái phần nhân trung và đỉnh mũi đây. Giống như những cái mũi mình thấp thì mình sẽ ấn vô để mình kéo nhẹ lên, mình xác định được phần giữa của cái đỉnh mũi ha. Rồi hai cái đầu chân mày đây. Để mình cân đo đều hai cái đầu chân mày rồi mình bắt đầu mình vẽ chân mày ha. Phần hai cái đầu chân mày các bạn đo cho nó thẳng, sau đó các bạn đi cái viền đo cái khung trên đây, và hai cái này là hai cân đối hai cái dáng chân mày ha, bằng cái đầu. Rồi bắt đầu các bạn xác định được cái điểm đỉnh của chân mày, đỉnh chân mày nó đi xéo theo cái chỗ phần tròng mắt ở đây là 2/3 chân mày nha. Rồi đuôi chân mày nè, các bạn xác định theo là cái đuôi mắt trong nha, chứ không phải là đuôi mắt ngoài, này nó ra dài lắm nha, đuôi mắt trong của khách nha. Xin chào Phu Gia Brau em. Rồi hai bên mình cũng đo giống như nhau ha. Lấy cái thước màu đen á, kem màu đen đi. Đó mình xác định theo đuôi mắt ha. Tụi em xác định được độ điểm đỉnh, điểm đuôi rồi tụi em mới vẽ nha. Bắt đầu tụi em mới vẽ. Rồi tụi em sẽ đo lại theo cái hai phần này bằng cái thước này nha, để coi chuẩn chưa. Rồi mình bắt đầu vẽ nha. Rồi nó cứng nha. 30, 32. Rồi cứng nhắc rồi mới. Đây mình xác định hai cái giữa cái đầu và cái đỉnh ha. Thôi mình sao chép qua bên này cũng giữa cái đầu và cái đỉnh nha. Thôi mình gạch đi xéo. Để cho cân nha, cân hơn để cho các bạn mới vào nghề sẽ an tâm hơn nha. Tại mình chưa có xác định được ha. Rồi ok ha, là nó đã cân rồi ha. Rồi trước tiên mình vẽ, dùng cung để mình đã vẽ một cặp chân mày nè. Đưa sát đi. Này, cái đầu chân mày mình đã xác định là cái điểm đầu ở phần này đúng không? Thì các bạn lấy chân mày muốn cong hay ngang là các bạn đưa xéo cái cung chỉ lên, xéo nhẹ lên cái phần đỉnh để nó tạo cái khung chân mày cho nó cao, nó sáng mặt hơn. Rồi các bạn xác định được phần đuôi, bắt đầu cũng là cái phần đầu chân mày ở phần dưới, các bạn xác định lên cái phần đỉnh, kéo nhẹ thôi. Xin chào Teresa Đoàn. Rồi các bạn đưa xuống cái phần đuôi là nó sẽ xong một cặp chân mày nha các bạn, rất là nhanh nha. Đưa sát vô. Đó, đã xác định được một cái cặp chân, cái dáng chân mày rồi nha các bạn, rất là nhanh nha. Rồi hai cái phần này mình đã xác định chuẩn rồi, bắt đầu
mình giống như những cái chỗ nào thiếu mình sẽ đưa cho nó nét lại thôi. Rồi đã ra một cái dáng chân mài ha các bạn. Lấy đồ chùi, lấy cái cọ chùi bớt cái này. Đó, đã xong một cái dáng chân mài rất là nhanh nha các bạn, vẽ rất là nhanh nha. Đã xong dáng chân mài rồi ha. Xong một dáng chân mài ha. Rất là nhanh nha, tích tắc trong vòng 5 phút ha. Rồi nói chung là nói các bạn vuốt chì cho sắc nha, thì các bạn đi chỉ cần một đường mỏng là nó đẹp rồi nha. Các bạn đừng có để cái chì cho nó dày, nó không có đẹp đâu nha. Còn những cái phần nào dư á, nó hơi bị dày cái chì thì các bạn vuốt bằng cái cọ hoặc là cái nền kết hợp nha, vuốt cho nó sắc thôi nha. Các bạn cũng vẫn để cái đỉnh rồi cái đuôi như đây để các bạn lúc mà các bạn làm lên làm thì nó khỏi bị độ dài độ ngắn nó trên lệch nhau. Các bạn cứ giữ như vậy rồi để sao chép từ cái chân mày bên này qua cái chân mày bên này ha. Đó là đã xong một cặp chân, cái một cái dáng chân mày rất là nhanh nha. Hoàng Trang ơi, chờ xíu nó vẽ bên này luôn nha em. Hoàng Trang nó vẽ bên này nữa chị. Tên Sa Đoàn nói là mình đo thước mẫu vịt hay là thước điện tử thì cái nào ok hơn? Điện tử với cái thước đó nó có chỉ số hơn nha em. Còn cái thước này là chỉ mà mình dùng cung để vẽ nha, không cần dùng chì nha. Nói chung là mỗi người một cách đo khác nha, cái nào đo cũng ok hết nha em. Cảm ơn Lưu Trần Kiều Quang nha em. Các bạn, cảm ơn các bạn đã xem livestream và tương tác cùng anh nha. Các bạn đang xem cô giáo hướng dẫn kẻ chân mày trước khi phun xăm ha. Chị nó có chỉ riêng cũng được, nó có sẵn ở trên, có những cái loại mà vẽ bằng chỉ, mình cầm cọng chỉ mình kéo cũng được nha. Hồng Hà Huy Hồng nói rằng là em học mãi mà không biết vẽ hu hu, tội nghiệp không? Kiên nhẫn em, kiên nhẫn từ từ vẽ được hả? Ở bên cô là dạy vẽ nha, từng bạn được gì được vẽ dạy trên người mẫu thật hết nha. Thế là sao Đoàn nói rằng là bình thường mình đo đỉnh á, đỉnh chân á, thì mình lấy cung đo giữa cánh mũi hay sát mép mũi chị? Ngay cái phần nhân trung em đo xéo qua nha em, đo xéo qua như vậy ha. Nó là sát mép mũi chứ nó không ngay cái cánh này nha. Cánh này là nó đi ở cái đuôi rồi nha. Nó xéo theo cái đường này nha, chứ nó không có đi bằng phần này thì nó bị xuống đây, nó không đúng nha. Mình đi phần nhân trung là mình đo xéo lên góc này rồi mình kéo thôi. Lưu Trần Kiệt Quang nói cô vẽ quá đơn giản, còn em vẽ chưa nét lắm. Kiên nhẫn từ từ em nha. Em cứ dùng những cái giống như là cung chỉ đó em vẽ bằng chỉ nó sẽ nhanh hơn nha em. Mấy bạn khó vẽ chân mày, mình dùng cung chỉ mình vẽ sẽ đơn giản hơn. Rồi, mặt bạn này hơi mớp chút xíu nên đối diện. Đoàn nói là dạ em cảm ơn cô. Da ra đối diện thì mình sẽ không thấy cái chỗ này lắm. Mặt của chị này nhỏ với chị này không có, nói chung không có trang điểm, không có
như không có sửa soạn như các bạn khác, thì mình chị cũng trung tuổi rồi nên mình vẽ rất là tự nhiên cho chị nha, để chị thấy nó nhẹ nhàng, nó không có bị dữ nha. Chứ mình vẽ mà sắc sảo quá, ngang quá chị sẽ làm mặt chị dữ hơn nha. Thì hai gò má chị rất cao, mình phải độ ngang tạo đỉnh mềm xuống nhẹ thì nó để ôm hai cái phần mặt của chị gọn lại nha. Chứ mình không có vẽ mà ngang quá nó không lộ ra, cái phần này rất là xấu nha. Thủy Thủy hỏi là dạy vẽ chi phí bao nhiêu à? Bây dạy bên cô là không có dạy vẽ không đâu em ơi. Tại vì học viên ở đây học thì mình hướng dẫn và cho xem online lên cho các bạn nhìn thấy cái kỹ thuật vẽ cho nó nhanh và đơn giản nha em. Rất là đơn giản mà rất là nhanh nha, không có cần tốn thời gian nhiều để vẽ chân mày đâu các bạn. Lưu Trần Kiều Quang nó đẹp quá nè cô ơi. Ok em, nó em giống như là những cái kỹ thuật cô đang chỉ cách vẽ đặt như thế nào ở đỉnh, ở phần đỉnh nè. Giống như trước tiên tụi em phải xác định được cái nhân trung và cái đỉnh mũi, thì em chia đôi ra cái đầu chân mày đúng không? Thì em xác định, chị cô nói lại một lần nữa cho những cái bạn mà đang yếu vẽ chân mày ha. Thì em xác định hai cái phần ngay cái hốc mắt á, là cái đỉnh cái đầu của chân mày ha. Hai cái phần hốc mắt là cái đỉnh cái đầu của chân mày. Rồi em xác định được hai cái đầu này á, thì em mới là tạo một cặp chân mày rất là nhanh nha. Đó em xác định là rồi bắt đầu em mới đo cái phần này, em đo xéo cái phần này nè, để em lấy theo cái tròng mắt người ta đứng thẳng nhìn thẳng em đó, đó là em đi xéo theo cái tròng mắt là em sẽ lên cái phần đỉnh đúng không. Rồi em lấy cái phần xéo cái cánh mũi để em lên phần đuôi trong nha, là nó sẽ ra một cái dáng chân mày rất là nhanh. Rồi mình mới đặt tiếp theo là từ cái đầu mình phải lấy điểm chuẩn lên cái phần đỉnh này, ngang cong là do mình tạo ở đây, rồi mình đưa xuống cái phần đuôi là đã ok cái chân mày rồi. Lấy được một đường phần trên là mình đã tạo được cái xếp phần dưới nha, rất là nhanh nha các bạn. Rất là nhanh, là mặt chị hiền đi ha. Mặt chị nó có hơi phần gò má hơi cao nha, nên mình làm cái phần đỉnh mềm một tí xíu ngang, nhưng mà đỉnh mềm một tí xíu để cho tạo cái khuôn mặt chị hài hòa hơn, mà nó gom gọn cái mặt chị hơn nha. Rồi em ơi, lau bớt cái này đi rồi à, chuẩn bị ủ tê. Cảm ơn các bạn đã xem livestream và tương tác cùng anh nha. Vẽ một cặp chân mày rất là đơn giản nha các bạn, để ý một chút xíu là xác định được đỉnh hướng đầu hướng đuôi. Chùi cái phần này. Là các bạn sẽ vẽ được một cặp chân mày rất là nhanh nha. Các bạn quan tâm tới khóa học thì các bạn hãy vào trang Huy Thảo My Pro Blading nha. Trong cái khóa học từ cơ bản đến nâng cao thì nó bao gồm luôn cả từ cơ bản mình dạy vẽ chân mày luôn nha các bạn. Chứ mình không có dạy vẽ chân mày riêng ha. Còn những cái sản phẩm mà cô sử dụng các bạn muốn mua giống y như vậy thì cũng có luôn. Các bạn đến 637 đường 3 tháng 2 phường 6 quận 10. Hay là trên lên trang fanpage mình gõ Huy Thảo chuyên cung cấp dụng cụ phun xăm. Ủ tê em ơi. Sau khi ủ tê xong anh sẽ livestream là phun chân mày setting cho mẫu này nha. Em phải tạo gọn cái các bạn nhớ đón xem nha. Trước giống như nó tạo một cái dáng chân mày rồi em mới vẽ thì tụi em mới xác định được phải không? Còn tụi em để mà cứ lông của người ta phủ xuống tùm lum rồi mình chưa xác định được rất là khó vẽ. Đúng rồi, mình vẽ rồi ok rồi, mẫu ok dáng rồi thì mình ủ tê mình làm luôn em. Khoảng 20 phút nữa anh livestream lại nha. Các bạn nhớ vào xem livestream và tương tác cùng anh nha. Trong quá trình xem livestream các bạn có thể đặt ra những cái câu hỏi. Nếu mà liên quan tới mực và kiến thức về nghề thì cô sẽ giải đáp hết cho các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha.